Thế Giới Máy xin chào bà con. Thì hôm nay mình sẽ test máy băm sơ dừa hiệu Takeo TK550 để bàn giao cho một vị khách ở tỉnh Bến Tre. Thì giờ mời bà con theo chân mình để cùng test máy. Đây là thành phẩm mà mình sau khi sử dụng máy TK550. Đây. Rất mịn nha bà con. Đây, cái này mình dùng để bón phân. Đây. Gần như là tơi ra hết. Vừa rồi là mình đã test máy băm sơ dừa TK550 cho bà con cùng xem. Nếu bà con có nhu cầu, hãy liên hệ số điện thoại bên dưới hoặc là đến trực tiếp cửa hàng để được tư vấn và giới thiệu về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.